Buka và Kim Tuấn Kiệt hé lộ bộ ảnh cưới mới, độ xứng đôi gây sốt. Mới đây, Buka hé lộ thêm bộ ảnh cưới vô cùng đỉnh cao của cả hai. Có thể thấy trong bộ ảnh này, cô dâu và chú rể đã gây sốt vì xứng đôi vừa lứa. Trong khi Kim Tuấn Kiệt diện vest đen cực điển trai thì Buka lại gây sốt với màn khoe nhan sắc cô dâu tháng 11 xinh nức nở và khiến ai nấy không thể rời mắt. Trước đó, trong đám cưới, Kim Tuấn Kiệt cũng chia sẻ vô cùng ngọt ngào. Hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời, trước sự chứng kiến của ba mẹ, gia đình và tất cả bạn bè đồng nghiệp. Anh sẽ không thề, vì đó chỉ là một lời nói suông. Anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em, để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em, vợ của anh yêu em. Khoảnh khắc Buka hiếm hoi diện trang phục xuyên thấu khoe trọn thân hình quyến rũ bên Kim Tuấn Kiệt. Mới đây, vào ngày 9 tháng 11, Buka tung bộ ảnh xinh đẹp lộng lẫy bên Kim Tuấn Kiệt kèm theo lời nhắn: "Tôi yêu em đến nay chừng có thể." Trong suốt hình, Buka diện chiếc váy màu trắng xuyên thấu khoe trọn vòng một đầy đặn, vòng eo con kiến phẳng lì, cùng đôi chân dài thon thả. Đây có thể xem là lần hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện với bộ cánh có thiết kế táo bạo, quyến rũ. Về phía Kim Tuấn Kiệt, anh chàng ghi điểm nhờ ngoại hình chuẩn soái ca cùng bộ vest lịch lãm. Có thể thấy, dù cách biệt tuổi tác nhưng Kim Tuấn Kiệt và Buka vô cùng xứng đôi vừa lứa, ngay dưới bài đăng netizen để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú. Trước đó, đám cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và khán giả. Tất cả những thông tin và hình ảnh xoay quanh ngày vui của cả hai luôn nhận được lượt tương tác khủng. Đến hiện tại, các hội nhóm chuyên bàn luận về showbiz vẫn tích cực đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ trong bữa tiệc trọng đại của Buka và Kim Tuấn Kiệt. Chắc hẳn, đây được xem là đám cưới đáng nhớ và nhiều khoảnh khắc thú vị nhất trong làng giải trí Việt.